Vừa rồi có phải là cậu Minh Đức không? Vâng ạ. Cậu ấy là một học sinh giỏi, có rất nhiều thành tích trong học tập. Nhưng mà độ gần đây tôi thấy cậu ấy rất chảnh bảng trong việc học. Mọi người có nhìn thấy không? Hành động như thế đối với một học sinh là không thể chấp nhận được. Không biết dạo gần đây gia đình cậu ấy có việc gì hay là cậu ấy có vấn đề gì về sức khỏe không? Dạ, bạn ấy bị bệnh ạ. Bạn ấy mắc bệnh về thần kinh ạ. Tan học rồi, ai đi uống trà sữa không? Mọi người ơi! Mọi người! Tôi có một chút chuyện muốn nói với mọi người. Mọi người có thể ở lại giúp tôi vài phút được không? Nói đi, nói đi. Tôi vừa phát hiện ra mình bị mất ví. Trong ví có nhiều giấy tờ quan trọng và tiền mặt. Anh Phong ơi, anh có chắc là anh bị mất không? Anh để quên ở nhà. Chắc chắn là sáng nay trước khi ra khỏi nhà, anh đã mang ví theo. Anh còn lấy ví ra để trả tiền ăn sáng cơ. Thế ai thế nhở? Thế thì khả năng là mất ví thật. Cả cái lớp này ai mà không biết Phong rất nhiều tiền. Mục đích chính chắc chắn là tiền rồi. Chuẩn. Theo tôi thì cứ thử soi mấy cái thành phần bất hảo xem thế nào nhỉ? Này, nói ai thành phần bất hảo? Nói ai người đấy tự nhột thôi. Mà theo tôi ấy, là cứ lục túi, lục ba lô từng người, kiểu gì chả ra. Nhưng mà cái ý kiến lục ba lô của mọi người ấy, có hơi kỳ không? Tôi thấy á, tránh tình trạng nghi oan cho những thiên thần giống tôi đi này. Thì tốt nhất các bạn bỏ hết cặp lên trên đi, lục một phát là xong, đúng không? Đúng rồi đấy. Bỏ hết ba lô lên bàn lục đi là ok, kiểu gì chả tìm thấy. Giả sử trong ba lô có những thứ người ta không muốn cho xem thì sao? Tôi biết luôn nhá. Bây giờ mà bỏ ba lô của Trung ra, bên trong có rất nhiều thứ mà mọi người không ngờ được đâu. Mà không khéo nhá, có khi nào chính Trung là người lấy không? Nhỉ? Thế mới không cho lục túi. Mọi người cũng biết thừa, nhà tôi giàu, việc gì tôi phải ăn cắp vặt để làm gì nhở? Đừng có bao giờ đổ oan cho người ác. Mọi người không cần phải cãi nhau nữa. Tôi sẽ nói thế này, tôi sẽ không lục cặp của bất cứ ai cả, vì tôi tôn trọng các bạn. Và tôi muốn sự tự giác của người đã lấy cắp ví của tôi. Mong rằng người ấy sẽ thức tỉnh. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần lấy lại giấy tờ vì nó rất quan trọng với tôi. Và nếu như ai đã chót lấy ví của tôi thì chỉ cần bỏ ví và giấy tờ vào gốc cây trước cửa dãy nhà A. Sáng sớm mai tôi sẽ tới lấy. Và chúng ta cũng không cần phải biết rằng người lấy cắp ví của tôi là ai. Xin cảm ơn. Bộ quần áo này dáng dấp này trông quen quen nhỉ. Cái dáng chạy chân chấm chân phẩy thế này thẳng đứt. Căn cước công dân này, giấy phép lái xe này, đăng ký xe này. Được rồi. Không lấy tiền mới kinh. Phong à, trong lúc túng quẫn quá, mình đã làm liều. Mình đã nghĩ lại và trả nguyên số tiền 3 triệu cũng như giấy tờ cho bạn. Xin lỗi bạn rất nhiều. Xin lỗi à? Qua bao ngày hạnh phúc sau là... anh, sao anh học sớm đấy? Anh bảo này, hôm nay anh đang rất cao hứng, muốn học triết học. Và anh muốn lan tỏa cái năng lượng này tới tất cả mọi người trong lớp. Bởi vì em biết đấy, cái môn triết nó rất hay. Nó cho chúng ta những cái bài học về đạo đức con người rất giá trị. Thế cho nên anh nhờ em mở quyển vở triết này của anh ra, em đọc luôn trang đầu tiên để cho mọi người hiểu thế nào là giá trị của vật chất. Trang đầu tiên là anh?
Mọi người ơi. Gì đấy? Lên đây mà nào. Cái gì? Phong à, trong lúc cúng quẫn quá mà mình đã làm liều. Mình đã nghĩ lại và trả nguyên 3 triệu của bạn cũng như giấy tờ cho bạn. Xin lỗi bạn rất nhiều. Wow. Anh Phong ơi, hóa ra người ăn cắp ví của anh là người trong lớp mình à? Uầy, người trong lớp mình á? Phát này là ăn không được phải nôn ra đây này. Chuẩn. Ê, cái nét chữ này là của ai nhỉ? Quên nhỉ. Thằng Đức á? Ôi giời. Thằng Đức là học sinh ngoan hiền của lớp mình mà, sao lại biến chất như thế được? Lại còn là á khoa nữa. Ai biết được chữ ngờ. Nhìn mặt hiền lành tử tế thế, ai ngờ là thằng ăn cắp. Đúng thật đấy, vì vài đồng tiền mà biến chất thế. Ôi, phí thế chứ lại. Á khoa lại học giỏi này, ôi giời ơi. Cả lớp ngồi xuống. Vừa rồi có phải là cậu Minh Đức không? Vâng ạ. Cậu ấy là một học sinh giỏi, có rất nhiều thành tích trong học tập. Nhưng mà độ gần đây tôi thấy cậu ấy rất chảnh mảng trong việc học. Mọi người có nhìn thấy không? Hành động như thế đối với một học sinh là không thể chấp nhận được. Không biết dạo gần đây gia đình cậu ấy có việc gì, hay là cậu ấy có vấn đề gì về sức khỏe không? Dạ, bạn ấy bị bệnh ạ. Bạn ấy mắc bệnh về thần kinh ạ. Đặc biệt là viêm dây thần kinh nhục thể ạ. Dạ em còn thưa thầy, bạn ấy còn phải rửa mặt để bớt xấu hổ đi thầy ạ. Thầy ơi, em khuyên thật nhá, thầy đừng có mất thời gian với bạn ấy nữa. Đức bây giờ khác xưa nhiều lắm rồi thầy ạ. Đúng, tên là Đức mà chẳng có tí Đức nào cả nhờ. Cả lớp trật tự, bây giờ chúng ta lôi giấy ra để làm bài kiểm tra. Ôi, thầy ơi, tự nhiên lại làm bài kiểm tra ạ? Bọn em đã chuẩn bị gì đâu ạ? Thầy ơi thầy, bọn em đã chuẩn bị cái gì đâu mà kiểm tra ạ? Bài kiểm tra lần này không nằm trong giáo trình, nên là mọi người yên tâm đi. Tôi không làm khó bất cứ một ai cả. Tất cả lôi giấy lên đây. Không làm khó thế là dễ. Thế được. Xin. Đây là đề bài. Mọi người nhìn tờ giấy trên tay tôi và nêu cảm nghĩ của mình về nó. Quá dễ phải không? Mọi người chỉ có 5 phút làm bài thôi nhá. Thầy ơi, đề bài gì mà cứ lạ lạ ấy ạ? Đề bài này nhìn dễ mà cực kỳ khó. Khó đâu, khi lại dễ thì sao? Có mỗi một dấu chấm như này thì bọn em thuyết trình kiểu gì hả thầy? Dấu chấm đen, tức là dấu chấm màu đen thôi. Còn tờ giấy trắng thì là đen trắng. À thầy ơi, ở dưới đấy, cái chỗ mà thầy che tay ấy, nó có cái chữ đấy. Có phải là thầy muốn là bọn em là giải thích hay là cái nhãn hiệu của giấy đây đúng không ạ? Mày, em biết rồi. Cái dấu chấm này có nghĩa là mọi chuyện chưa đi vào kết thúc. Bảo bọn em phải hy vọng lên đúng không thầy? Đó là dấu chấm hết. Dấu chấm có nghĩa là một tờ giấy màu trắng có thêm vết sức thế thôi. Thôi rồi, cả lớp trật tự. Bắt đầu tính giờ, chúng ta chỉ có 5 phút thôi đấy. Đã có kết quả kiểm tra lần trước của cả lớp rồi nha. Thầy ơi, thầy trả luôn đi à, em hỏng quá. Tôi nghĩ không cần thiết đâu, tại vì lớp mình chả ai đạt điểm trung bình cả. Không ai đạt điểm trung bình, thế thì chắc chắn là chỉ có 9, 10 hoặc là 8 thôi. Thầy ơi, bài của em sâu sắc nhất rồi nhở? Tiện đây thì tôi cũng muốn phân tích cho mọi người hiểu một chút về cái bài kiểm tra mà tôi đưa ra. Tôi đọc rất nhiều các bài, thậm chí là các bạn phân tích rất là hay. Có những bạn phân tích 3-4 trang giấy. Các bạn nhìn vào điểm đen đi, tôi muốn nói một chút. Khi mà tôi dơ bài ra để cho các bạn làm, thì tất cả các bạn đều chăm chú phân tích vào điểm đen, mà quên đi mất rằng ấy, cái phần trắng này này mới là cái phần chiếm nhiều diện tích nhất trong một tờ giấy. Có thấy không ạ? Tôi hỏi cả lớp có ai phân tích vào cái điểm trắng này không ạ? Dạ, nhưng mà theo em thấy là cái điểm đen là điểm nổi bật, thì mình phải phân tích cái điểm nổi bật chứ ạ. Đúng, em nói rất đúng. Điểm đen ấy, trên tờ giấy này, là điểm nổi bật nhất. Nếu như mà nhìn góc cạnh của em,
thì chúng ta cũng có thể thấy chính vì cái điểm đen này mà làm ảnh hưởng đến một trang giấy trắng, đúng không? Nếu như mà không có điểm đen này ấy, thì có lẽ là một trang giấy trắng hoàn hảo, phải không? Vâng ạ. Các em nói rất đúng. Và trong cuộc sống này cũng thế. Chúng ta chỉ chăm chăm nhìn vào điểm đen mà quên đi mất rằng ấy, trong mỗi chúng ta, cái phần trắng, cái phần lương thiện mới là cái phần chiếm nhiều diện tích nhất, phải không? Chuyện này... Thầy nói luôn, một người làm rất nhiều việc tốt, nhưng mà ở một hoàn cảnh nào đấy, một khoảnh khắc nào đấy, người ta có thể mắc sai lầm. Nhưng mà chúng ta đừng nhìn vào những sai lầm đấy để mà đánh giá người đấy là xấu. Thầy rất mong là các em nhìn nhận một con người, hãy nhìn cách bao dung, hãy nhìn vào những cái điểm tốt của người ta mà để có thể tha thứ, để bao dung đi những cái điểm xấu khi mà người ấy đã biết hối lỗi và ăn năn. Các em hãy cho người đó một cơ hội để làm lại, thay vì là cứ muốn dìm người ta xuống vũng bùn đen mãi mãi. Đức, vào đi em. Đức ạ. Mọi người bất ngờ lắm phải không? Đức, em có điều gì muốn nói với các bạn? Tôi xin lỗi Phong. Xin lỗi tất cả mọi người. Tôi đã phụ lòng tin của mọi người. Cả lớp, thầy có hai điều muốn nói với tất cả các em. Điều thứ nhất là sự việc hôm trước của bạn Đức ấy, thầy ở bên ngoài, thầy đã nghe hết rồi. Và ngay sau hôm đấy thì thầy cũng có đi tìm hiểu, thì được biết là hoàn cảnh gia đình bạn Đức rất là khó khăn. Mẹ bạn ấy đang phải nằm viện vì bệnh nặng. Và chính bản thân Đức này đã phải nghỉ học để đi làm thêm rất là nhiều việc, kiếm tiền trang trải cuộc sống, lo cho mẹ nằm viện, nhưng mà cũng không ăn thua. Và điều thứ hai thầy muốn nói với tất cả các em là đừng nhìn nhận bất cứ một người nào chỉ vì một vài hành động sai trái của người ta. Thầy biết là Đức đã mắc sai lầm và cũng trả lại số tiền đã mất cho một bạn nào đó trong lớp. Thì chúng ta cũng đừng nhìn vào cái điểm xấu đấy để mà đánh giá, để mà nhận xét một con người như Đức. Thầy hy vọng là qua sự việc này thì chúng ta có một cách nhìn khác, khách quan hơn, bao dung hơn, tha thứ cho nhau. Đừng lúc nào cũng cứ nhìn thấy điểm xấu của nhau để mà dìm nhau xuống đáy xã hội như thế. Có phải không cả lớp? Qua sự việc này, thầy quá thất vọng về các em. Tuy rằng tiết học hôm nay chưa hết, phải còn 30 phút nữa cơ. Nhưng mà thầy sẽ cho các em 30 phút ngồi lại để ngẫm nghĩ về cái bài học mà thầy vừa nói. Thế nhá. Tôi xin lỗi bạn. Tôi không biết hoàn cảnh khó khăn của bạn như thế. Tôi xin lỗi. Tao xin lỗi nhá. Khổ lắm. Tao xin lỗi. Thế bây giờ mẹ mày như nào rồi? Thế này mọi người ạ, tôi muốn đứng ra để gây dựng cái quỹ. Quỹ này nhằm mục đích là ủng hộ, đóng góp để giúp cho mẹ Đức chữa bệnh. Tôi góp 3 triệu. Em mới có 2 triệu, anh cho em góp thôi. Tôi là con gái, để tôi là thủ quỹ cho. Lớp mình có ai muốn góp nữa không? Cảm ơn tất cả mọi người.